Thưa quý vị khán giả, hiện nay tình trạng sạt lở những tuyến giao thông nông thôn vẫn là nỗi lo lắng, bất an cho người dân, gây thiệt hại không nhỏ đến kinh phí nhà nước, tiền bạc của nhân dân và an toàn giao thông cũng khó đảm bảo. Để chủ động ứng phó, chính quyền địa phương xã Tân Hưng, huyện Cái Nước đã quy động sức dân cùng nhau làm kè sinh thái để giữ đất bảo vệ đường, vừa có thể trồng qua hàng rào cây xanh để tạo cảnh quan môi trường nông thôn. Vừa qua, chính quyền địa phương xã Tân Hưng, huyện Cái Nước đã tổ chức lễ ra quân vận động người dân cùng nhau làm kè chống sạt lở, tận dụng những cây tràm, cây tre làm cự và sử dụng bạt tấn mé lắp đất trồng cây để ứng phó với những điểm nóng có nguy cơ sạt lở cao. Không chỉ làm nền giữ đường giao thông mà trên bờ đó, người dân có thể tận dụng trồng hoa màu cải thiện bữa ăn hàng ngày hoặc trồng hoa kiểng để tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp. Bờ kè này thì thí điểm của huyện Cái Nước, là cái bờ kè xã Tân Hưng là thí điểm đầu tiên của huyện Cái Nước. Thì nói chung qua thì vận động thì bà con rất đồng thuận, thì từ đó bà con là làm, thì nói chung là kè từ nhà này kè kia liền với nhau. Rồi là thứ nhất lợi ích là không chối xối mòn lở. Thứ hai nữa coi đó là ở miếng mé được trồng được là mắm, rồi là dừa nước, rồi để bảo vệ cho, thứ nhất là bảo vệ là kè chắn chống sạt lở, sau đó còn cây được sử dụng được, rồi xanh được xanh môi trường. Tại buổi lễ phát động phong trào thi đua làm kè chắn để phòng chống sạt lở đường giao thông nông thôn, xã đã tổ chức cho 12 ấp ký kết thi đua. Các ấp sẽ tổ chức cho các hộ dân ký kết thi đua thực hiện hoàn thành đạt 16 phần việc về xây dựng nông thôn mới, trong đó có kè chắn phòng chống sạt lở đất ven sông. Từ thời điểm phát động đến hết ngày 31 tháng 10 năm 2022, xã sẽ kiểm tra đánh giá và khen thưởng cho 5 tập thể, 40 hộ gia đình tiêu biểu. Thì tính 8 tháng đầu năm thì xã cũng đã vận động trên địa bàn xã, thì trong 12 ấp là được 209 hộ có nguy cơ kè chắn, có nguy cơ sạt lở đã kè chắn, đã khắc phục xong. Và hiện nay thì còn qua tổng hợp rà soát thì còn 106 hộ thì tiếp tục thực hiện. Thì cũng có đối với cái việc kè chắn thì cái giải pháp thì trong từ đây tới 31 tháng 10 là cái phát động phong trào thi đua ở 12 ấp về các cái giải thưởng trong 12 ấp thi đua với nhau và giữa các hộ dân trong địa bàn 12 ấp thi đua với nhau. Và đối với những hộ khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, bệnh tật thì xã cũng đã chỉ đạo, đảng ủy, ủy ban xã chỉ đạo, ban phát triển ấp phân công cán bộ dân chánh để hỗ trợ ngày công lao động cùng với các cái hộ này để mà kè chắn đảm bảo về các cái tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã trong thời gian tới được đảm bảo. Trên địa bàn xã Tân Hưng có khoảng 160 km tuyến lộ trục chính vận chuyển hàng hóa, xuồng ghe qua lại thường xuyên, và thời tiết thất thường, triều cường dâng cao là những tác động ảnh hưởng làm xói mòn sạt lở bờ sông nơi có các tuyến lộ giao thông nông thôn đi qua. Trước những tác động của biến đổi khí hậu, mô hình kè chống sạt lở chi phí thấp sẽ giúp địa phương thích ứng những diễn biến khó lường của thời tiết, đồng thời tạo hiệu ứng tích cực về tinh thần đoàn kết nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.